Quý vị và các bạn, sáng nay ngày 7 tháng 3, Ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp Học viện Chính trị khu vực 4 tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý năm 2022, lớp thứ 3. Dự lễ khai giảng có ông Võ Chí Công, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực 4 cùng với 82 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý. Lớp học diễn ra từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 3, gồm 14 chuyên đề, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần văn kiện đại hội lần thứ 13 của đảng, tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sóc Trăng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, những vấn đề đặt ra đối với đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của đảng trong điều kiện mới, tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21 và vận dụng vào thực tế phát triển địa phương. Tư duy và hành động thời cách mạng công nghệ 4.0, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của đảng ta về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, hoàn thiện toàn diện thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, liêm chính, kiến tạo, hiệu lực hiệu quả, phục vụ nhân dân, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là chuyên đề đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển nông nghiệp của Sóc Trăng và đồng bằng sông Cửu Long, định hướng giải quyết công tác dân tộc và tôn giáo tại tỉnh Sóc Trăng trong tình hình hiện nay. Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy ông Võ Chí Công nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới. Qua đó, đề nghị báo cáo viên cần chuẩn bị bài giảng sinh động theo hướng thiết thực, tạo không gian đối thoại đa chiều giúp học viên nắm vững kiến thức, liên hệ thực tế tại địa phương, đơn vị công tác. Về quản lý lớp cần tăng cường kiểm tra giám sát để lớp học đạt chất lượng. Riêng các học viên thì đây là dịp để bổ sung cập nhật kiến thức mới, nhất là với đội ngũ cán bộ đứng đầu cần phát huy vai trò gương mẫu, bố trí sắp xếp công việc hợp lý, hoàn thành bài thu hoạch, tiếp tục cập nhật những nội dung mới, vận dụng vào thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sáng ngày 7 tháng 3, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Triều Mến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị. Thưa ủy quyền của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao quyết định của Bộ Quốc phòng cho một đồng chí thượng tá quân nhân chuyên nghiệp nghỉ chờ hưu theo chế độ, trao quyết định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho 7 đồng chí được điều động bổ nhiệm các chức vụ Phó trưởng phòng trinh sát, Phó chánh văn phòng, Phó tham mưu trưởng kiêm trưởng ban tác huấn, đồn trưởng, phó đồn trưởng các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng. Đại tá Nguyễn Triều Mến đã chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm trên cương vị mới, khẳng định đây là mốc đánh dấu sự trưởng thành và ghi nhận thành tích, công lao, cống hiến, đồng thời mong muốn các đồng chí mới được điều động bổ nhiệm, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục khó khăn, đoàn kết sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau khi có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp mở rộng mặt đường, thảm bê tông nhựa, đường tỉnh 933, đi qua thị trấn Long Phú, xã Tân Hưng và xã Tân Thạnh, huyện Long Phú đã tiến hành họp dân lấy ý kiến để thực hiện dự án. Và nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên được mọi người đồng tình hưởng ứng tích cực. Điển hình như ông Quách Thanh Tùng ở ấp Tân Quy A, xã Tân Hưng là người đầu tiên dỡ nhà, bàn giao mặt bằng sớm cho chính quyền địa phương để thực hiện dự án. Được biết, tổng chiều dài tuyến đường là 9.400m, kinh phí đầu tư trên 111 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện theo quy hoạch.